Chào các em, hôm nay cô và các em sẽ cùng nhau giải part 2 trong sách starter 2 và test 3 nhé. Bài này có 5 câu hỏi, 5 questions. Look and read, em hãy nhìn và đọc, write yes or no. Em viết đúng hoặc là sai nhé. Mời các em cùng quan sát hình. Câu hỏi ví dụ số 1, examples. Two boys are wearing shoes. Two boys là hai cậu con trai. Và are wearing là đang đeo, đang đội, đang mặc. Shoes là đôi giày. Có hai bạn con trai đang đi giày. Chúng ta cùng xem nhé. Là bạn trai ở đây đi giày. Và bạn trai ở đây đi giày. Đây là câu đúng được điền sẵn từ yes cho chúng ta. Câu ví dụ thứ hai. There are three boats on the sea. Three boats là ba chiếc thuyền. On the sea là ở dưới biển. Có ba chiếc thuyền ở dưới biển. Now, let's look. Chúng ta cùng xem. There are one, two boats, not three boats. Chỉ có hai chiếc thôi. Nên câu trả lời là no. Questions. Các câu hỏi của chúng ta. A girl is painting a picture of the boats. A girl là một bạn gái, painting là đang tô, đang vẽ tranh. A picture là một bức tranh. Of the boats là của những chiếc thuyền. Let's see, chúng ta cùng xem bạn gái đang vẽ bức tranh về một chú chim. Về một chú chim nhé, không phải là về những chiếc thuyền. Now we write. Vậy thì bây giờ chúng ta viết no. Question number 2. Câu hỏi số 2. The bird is flying. The bird là con chim. Is flying là đang bay. Con chim thì đang bay. Let's look. The bird here. À, con chim ở đây. Và nó đang đứng. Is standing. Không phải là đang bay. So we write, vậy thì chúng ta viết no. Question number 3, câu hỏi số 3. Two children are swimming between the boats. Two children là hai bạn nhỏ, are swimming là đang bơi, between là ở giữa và the boats là những chiếc thuyền. Có hai bạn nhỏ đang bơi ở giữa những chiếc thuyền. Now let's see. There are one, two. Two children, có hai bạn nhỏ là câu đúng rồi. Now we write yes. Chúng ta viết yes ở đây nhé. Number 4, the camera is next to the bike. The camera là cái máy ảnh. Is next to là kế bên. The bike là cái túi, cái cặp. Cái máy ảnh thì ở kế bên cái túi. Where is the camera? The camera is here. Cái máy ảnh ở đây các em ạ. À. Và nó ở bên trong cái túi. Bên trong là in the bag. Ở bên trong cái túi. Vậy thì câu này là một câu sai. We write no. Chúng ta viết no nhé. 5. One boy is sleeping on the beach. Sleeping là đang ngủ. On the beach là trên bãi biển. Có một bạn con trai đang ngủ trên bãi biển. We see here, this is the boy. Đây là bạn trai đang ngủ trên bãi biển. Yes, we write yes. Chúng ta viết yes nhé. Như vậy thì cô và các em đã hoàn thành xong part 2. Cảm ơn các em đã đồng hành cùng cô gần hết hai quyển starter. Và chúng ta sẽ hẹn gặp nhau trong part 3 nhé.